Nhiều người có thể lầm tưởng đây là lễ hội hoa đăng, nhưng thực ra đây là những ngọn đèn được thắp để sưởi ấm cho cây nho trước hiện tượng băng giá ở Chablis. Nông dân trồng nho thức đêm canh đèn. Tout le monde est tendu puisque après la très faible récolte 21, on s'attendait à faire quelque chose d'au moins normal. Là, en deux nuits, tout tombe à plat, donc c'est vrai que les hommes sont un petit peu tendus, quoi. Voilà. Trước đó một tuần, thời tiết mùa xuân mát mẻ, ấm áp, các chồi non của cây nho phát triển sớm hơn dự tính. Nhưng không lâu sau đó, nhiệt độ thay đổi xuống dưới âm độ C, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Les épisodes de gel de début avril sont normales, ce qui est moins normal, c'est hiện tượng băng giá thường xảy ra vào tháng 4, nhưng điều bất thường ở đây là cây cối nảy mầm vào thời điểm này. Kể từ năm 2016, chúng tôi đã hứng chịu 3 đợt xương giá lớn, và điều này khiến chúng tôi lo ngại về tương lai của các hoạt động thương mại của chúng tôi trong giai đoạn này. On commence à se poser des questions sérieusement sur l'avenir de notre métier à cette période là quoi, voilà. Một cách khác để bảo vệ các mầm non, đó là phun nước vào cây nho để tạo một lớp băng phủ bảo vệ vì nhiệt độ không khí bên ngoài có thể còn xuống thấp hơn. Vào năm 2021, lĩnh vực sản xuất rượu vang của Pháp bị thiệt hại khoảng 2 tỷ euro do hiện tượng băng giá làm giảm sản lượng nho thu hoạch.